À, xin chào anh Phước Hưng, anh đang ở đâu? Anh có thể giới thiệu về mình đang ở khu vực nào ạ? Xin chào quý vị khán giả, tôi Phước Hưng. Hôm nay tôi lên Oslo chơi, tôi đang ở khu vực Grønland. Khu vực này là cái chợ bán trái cây, đa số là người ngoại kiều cũng lập đến đây. Nói chung là không phải là người Na Uy chánh tông, đây là cái chợ do người ngoại quốc bán trái cây, thịt gà, thịt bò, vân vân. Nói chung đây là chợ Grønland, cũng là nằm ngay trong phố của Oslo. Nhưng mà chợ này đa số bán đồ thì nó rẻ hơn ở trong siêu thị. Lý do là đồ đạc ở ngoài đó nó bán cho người ngoại quốc nó dễ kiếm tiền nhiều hơn. Tại vì người ngoại quốc thích mua bán những cái mà gà càng rẻ thì càng tốt, mặc dù để ở ngoài thì cảm thấy là nó không có an toàn về mặt vệ sinh so với người Na Uy. Nhưng đối với người ngoại quốc như chúng ta thì cái chuyện này là chuyện rất là bình thường, mặc dù là trời nắng giống như bên Việt Nam vậy đó. Đó, cho nên là cái chợ này giống như mình dùng là giống như là chợ trời, nhưng mà thật ra họ bán thật đồ là hợp pháp chứ không phải là phạm pháp. Nó chỉ khác với cửa hàng của Na Uy là trái cây, rau củ quả không được để không đủ độ lạnh. Đó là với người Na Uy thôi, nhưng đối với người ngoại quốc của chúng ta thì không thành vấn đề. Đây có thể thấy đây là một cái khu vực cũng có khá nhiều người nhập cư, người ngoại quốc, thì anh có thể giới thiệu sơ qua về khu vực này không? Thưa quý vị khán giả, đây quý vị thấy không? Quay từ đầu tới cuối là đa số là thấy 20 người ngoại quốc thì chỉ mới thấy có một người Na Uy, quý vị thấy không? Thì đây là cái nơi tụ tập nó rất là nhộn nhịp, mà người ngoại quốc của chúng ta, người nhập cư của chúng ta đến đây thích nhất là nhộn nhịp, náo nhiệt. Năm xưa cách đây khoảng 20-25 năm thì ở cái khu này nó rất là vắng vẻ, vì thời đó người ngoại quốc nhập cư không có nhiều đó. Người Na Uy thời đó ở đây rất nhiều, vì lúc đó tôi thường lên Oslo tôi chơi lắm, nhất là cái khu này. Sau này người ngoại quốc đến đây tụ tập quá nhiều, nhộn nhịp quá, người Na Uy họ chịu không nổi. Cho nên cái phố này có thể nói rằng là phố dành cho người ngoại quốc, nhưng mà đa số là người Pakistan là nhiều nhất, với lại người Ấn Độ, nói chung là dân tộc Hồi giáo. Bây giờ quý vị thấy này, hiếm thấy người Na Uy lắm. Việt Nam thì có linh tinh thôi, nhưng mà nếu nói về tụ tập ở đây là cửa hàng Hồi giáo là đông khách nhất, bởi vì dân số của nó đông hơn mình, nhất là Pakistan. Pakistan nó đã đến đây trước hơn người Việt Nam của chúng ta. Tiệm hớt tóc, tiệm bán đồ ăn của người Hồi giáo khách rất là đông. Vâng. Anh có dự định trong thời gian tới là anh có đi đâu không? Anh có thể giới thiệu không ạ? Tôi lên đây chơi một hai ngày, tôi sẽ về thăm quê hương của chúng ta trong một hai ngày sắp tới. Tôi sẽ về Việt Nam chơi. Vâng, anh có thể bật mí là khi mà về Việt Nam thì anh có đi những địa phương nào và cũng muốn tìm hiểu những vấn đề gì ở Việt Nam không? Trước mắt thì tôi sẽ về thành phố Hồ Chí Minh 5-3 ngày gì đó, tùy theo vui buồn bao nhiêu. Rồi sau đó đi vòng vòng về Cần Thơ, Sóc Trăng, thì có thể trở ra Hà Nội thăm một hai ngày theo lời tôi đã hứa, giống như trước đây một hai năm trên kênh truyền thông Thăng Long TV, Việt Vision, Bảo Ngọc TV. Tôi cũng tranh thủ thời gian thôi, bởi vì thời gian nghỉ hè năm nay tôi được có 4 tuần thì tôi phải về sớm để còn giữ gìn sức khỏe, còn đi làm tiếp. Nếu mà có thời gian nhiều thì dĩ nhiên ở Việt Nam chơi cho hết thời gian đó. Anh đây cũng là không phải là lần đầu tiên anh về Việt Nam, thì anh có thể so sánh một chút giữa cuộc sống ở Việt Nam với cuộc sống ở Na Uy như thế nào không ạ? Thưa anh, nếu nói về cuộc sống mà anh nói về sinh hoạt xã hội hay là như thế nào thì tôi có thể trả lời cho anh. Sinh hoạt bình thường ở đây thì tôi thấy cũng giống như bên Việt Nam thôi, chỉ khác nhau ở cái khí hậu. Ở bên này thì nó lạnh, ở bên Việt Nam thì nó nóng. Còn buôn bán đời sống hàng ngày thì vẫn như nhau, chỉ khác nhau ở đó một chút là luật lệ mua bán nó khác nhau tí vậy thôi, chứ còn sinh hoạt trả búa thì tôi thấy gần như giống nhau, chỉ khác nhau ở là bên đây là Bắc Âu, bên kia là bên châu Á thôi. Lực mua bán thì tôi thấy hai bên thì vẫn như nhau. Tiếp xúc ở đây thì có thể thấy là nhiều người Na Uy nói riêng và người châu Âu nói chung, thì mùa hè là cái mùa nghỉ hè của họ, thì rất nhiều người sẽ đi du lịch các nước châu Á. Thì anh có thể đánh giá là cái tiềm năng thu hút du lịch người du lịch châu Âu của Việt Nam như thế nào? Lý do là ở bên Việt Nam nó đồ ăn rất là rẻ, thứ nhì là dịch vụ phục vụ rất là tận tình. Người Việt Nam của chúng ta rất là hiếu khách, nhất là vấn đề khách ở bên châu Âu.
Hiện nay thì khách ở châu Âu về Việt Nam rất là đông. Tôi thấy điều đó là nó sự phát triển của xã hội Việt Nam và đường lối chính sách nhà nước Việt Nam đi, làm cho người châu Âu càng ngày càng có cái ấn tượng tốt về về thăm quê hương của chúng ta. Nếu tôi tính không lầm thì trên dưới 15 năm nay thì khách du lịch quốc tế ở trên khách du lịch quốc tế về tới Việt Nam đa số là người châu Âu. Bởi vì bạn bè của tôi người châu Âu ở đây sống rất là nhiều. Mỗi lần họ về Việt Nam thì tôi thường tiếp xúc với họ, tôi hỏi how do you feel Việt Nam hay là vui đan serious Việt Nam, thì họ tôi hỏi rằng khi về Việt Nam bạn thấy như thế nào, và thì nó thì họ trả lời là rất là tốt, Việt Nam bây giờ là number one, nào họ cũng trả lời với tôi là như vậy. Thì không phải chỉ riêng một hai người bạn ngoài Bắc đâu, mà đa số hãy ai mà về Việt Nam là tôi hỏi thăm là lúc này mày thấy quê hương đất nước của tao như thế nào, nó nói là hoàn toàn thay đổi mới, là lúc nào cũng tốt. Thì tôi thấy là cái đà này thì tôi cũng mừng cho quê hương ta, nó cứ tiếp tục như vậy là tôi vui rồi. Cho nên một hai ngày nữa cũng có mặt tôi đó, thì tôi cũng muốn về coi sau 14 năm tôi trở lại Việt Nam coi Việt Nam đẹp tới mức độ nào. Dạ vâng. Về mặt vĩ mô một chút thì anh cũng có thể nhận xét sơ qua về quan hệ giữa Việt Nam với Na Uy nói riêng và với Liên minh châu Âu EU nói chung trong thời gian qua và triển vọng trong thời gian tới một chút thôi về mặt cá nhân ạ. Góc nhìn của tôi thì tôi rất là thưởng thức nhà nước Việt Nam về tính cách ngoại giao. Trước đây tôi cũng thường nói rồi, tôi chấm nhà nước Việt Nam là 98 điểm trên mà ngoại giao với quốc tế. Thì tôi cũng mong rằng trước cái đà này mà đi tới thôi, thì tôi tin chắc là điều này là nhà nước sẽ phát triển hơn, chứ không bao giờ mà bị thói, sẽ tiến bộ nhiều hơn thôi. Bởi vì viên chức nhà nước Việt Nam ngày nay đa số là ở bên nước ngoài rất nhiều, cho nên rất là học hỏi hiểu nhiều về mọi mặt, về khoa học và văn hóa của người nước ngoài. Chính vì vậy mà tôi thấy nhà viên chức Việt Nam ngày nay rất khéo so với ngày xưa là một trời một vực, phải nói là như vậy. Nói chung là Việt Nam viên chức là nói riêng, nó còn người dân Việt Nam cũng rất là tiến bộ. Thì cái xã hội Việt Nam đối với tôi ngày hôm nay là tôi hoàn toàn hài lòng. Rồi, vâng, cảm ơn anh và chúc anh sẽ có một chuyến đi Việt Nam thành công và có nhiều kỷ niệm thú vị và sẽ mang lại nhiều video clip hay hơn nữa cho khán giả ở gần xa. Xin cảm ơn anh nhé. Dạ, xin cảm ơn anh. Thưa quý vị, tôi muốn chia sẻ cho quý vị nghe là đây là một cái công viên lớn ở trên Oslo mà cũng là một cái công viên tệ nạn nhiều nhất về đêm. Tức là làm cái nghề đèn đỏ đó quý vị. Đó, tức là làm gái ngầm, xì ke ma túy được cũng đều là ở đây. Có nghĩa là tôi muốn nói cho quý vị nghe rằng ở một quốc gia giàu, cái gì cũng đẹp thì không phải là nó thiếu là cái tệ nạn xã hội đâu. Khu này là khu là tệ nạn xã hội cao nhất tại đất nước Oslo. Dạ, có thể nói là tại đất nước Na Uy luôn. Đó. Vì bây giờ là mới có 8-9 giờ tối thôi, nó chưa có là hoạt động cái nghề. Sau khoảng 10 giờ đêm thì quý vị sẽ thấy nó y như những cái quốc gia khác làm cái nghề này. Tôi không nói riêng Việt Nam, nhưng mà có một số người Việt Nam ở đây họ đã thừa biết cái này, nhưng mà họ không có nói là đây là cái khu tệ nạn sao sao ở trên xứ giàu. Có nghĩa là tệ nạn trên xứ giàu, họ cứ ám chỉ vào Việt Nam thế này thế nọ thế kia, mục đích là để coi như là tôi dùng là đả kích người dân hay là tác động người dân để mà chống phá nước Việt Nam, là lý do là nước Việt Nam nghèo. Ở đây tôi nói cho quý vị nghe, đây là một khu tệ nạn nhiều nhất ở trên xứ Na Uy. Và nhiều tên dân chú cụi đây nó biết nhưng mà nó không có quay. Nhưng để hôm nay tôi lên tới đây tôi quay cho quý vị nghe, cho quý vị coi luôn. Ô thì Dương cổ thừa biết là như thế là chỗ này, nhưng mà đáng tiếc cổ không có dám làm YouTube cổ nói, mà tôi kêu cổ phải nói bằng tiếng Na Uy nhưng cổ không dám. Tôi cũng thường lâu lâu nói chuyện với cổ ghê, cổ về câu tôi yêu cầu em làm một cái trang clip nhỏ nói về tệ nạn xã hội trên xứ giàu, nhất là tại đất nước Na Uy. Nếu cái thông tin nào em không biết anh Hưng giúp cho, cái địa điểm nào em không biết anh Hưng chỉ cho, thì em cần bao nhiêu tiền trong cái clip để anh Hưng trả cho, nhưng nó không dám. Đây là cái khu tiếng Na Uy tôi gọi là Meskriminal đó quý vị, tức là cái khu là vua về criminal, dịch ra là hành sự. Đó, đây là khu tệ nhất của cái đất nước Na Uy là nằm trên Oslo này. Tôi đang đứng đây quý vị. Tôi cái thời tôi còn trẻ tôi lên đây thường lắm. Cũng có thể nói với quý vị rằng cũng đã từng ăn chơi ở trên này. Là quý vị biết rồi đó. Nhưng mà hôm nay trước khi về Việt Nam tôi ở đây chơi một đêm. Tôi vừa làm một số clip nhỏ cho quý vị thấy để cho quý vị xem chơi coi cái sự tệ nạn trên xứ giàu nó ra sao. Còn tệ nạn trên xứ nghèo tôi không bàn. Tại sao cái xứ giàu như vậy, văn minh như vậy mà nó tệ nạn dữ như vậy? Đó. Quý vị có dịp thì quý vị đi đến đây du lịch của quý vị sẽ thấy. Quý vị kiếm tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị từng khu vực. Nhưng mà nếu quý vị qua nhằm vào ngày trong tháng 7 đó thì tôi được nghỉ hè, tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho quý vị. Còn những cái tháng khác thì tôi không có đủ thời gian nha quý vị. Bây giờ mình đi tiếp.